Tổng Bí thư Tô Lâm chọn thăm hai nước cựu cộng sản Mông Cổ và Cuba với mục đích gì? Các hoạt động đối ngoại liên tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ quyết định sự thành công cũng như ngày càng củng cố quyền lực của Tô Lâm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát, gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp thực hiện các chuyến công du ngoại quốc, nhưng dường như ông ta không lo ngại về việc mất quyền lực. Điều đó đã cho thấy vị trí và vị thế lãnh đạo cao nhất trong đảng của Tô Lâm vẫn đang vững chắc như thế nào. Sau khi kết thúc chuyến công cán đến Mỹ và thăm chính thức Cuba nhiều ngày, một đồng minh ở Tây Bán Cầu từ ngày 21 đến 27 tháng 9, từ 30 tháng 9 đến 7 tháng 10 thì ông Tô Lâm lại đến thăm chính thức cấp nhà nước tại Mông Cổ, Ireland và Pháp, đồng thời tham dự hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Pháp lần thứ 19. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại chọn thăm Mông Cổ và Cuba, vốn là hai nước cựu cộng sản, và với mục đích gì? Phải chăng ông Tô Lâm muốn chứng minh cho nội bộ lãnh đạo của đảng và nhân dân thấy sự chuyển đổi dân chủ đã khiến cho đất nước Mông Cổ thành công vượt bậc trong việc chuyển đổi thể chế chính trị trước khi Liên Xô tan rã và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ? Giai đoạn 1989-1990, cả Việt Nam, Mông Cổ và Cuba đều là quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo. Cùng chung mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo toàn diện và độc tôn của Đảng Cộng sản. Với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Xô Viết, với chế độ sở hữu nhà nước là hình thức duy nhất, mô hình cộng sản vừa kể trên đã khiến cho nền kinh tế kiệt quệ và người dân thì đói khát, đẩy tất cả các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đến bến bờ của sự sụp đổ. Khi đó, tất cả các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu và Mông Cổ lập tức cải cách thể chế chính trị, chuyển sang đa đảng và hầu hết đã thành công đến bây giờ. Ngược lại, theo gương Trung Quốc vào năm 1986, Việt Nam cải cách chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn duy trì chế độ độc đảng về chính trị. Riêng Cuba thì vẫn kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa từ đó đến nay. Kết quả là nền kinh tế nước này đã kiệt quệ, dân chúng luôn ở trong tình trạng đói khát và cầu xin viện trợ nước ngoài. Đó là lý do mỗi khi lãnh đạo Việt Nam đến thăm Cuba thường tặng hàng ngàn tấn gạo. Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, thu nhập bình quân đầu người của Mông Cổ vào năm 2023 ở mức 16.300 đô la, cao gấp rưỡi Việt Nam và gấp đôi Cuba. Nhưng đáng chú ý, theo bảng đánh giá tình trạng tự do dân chủ toàn cầu năm 2024, trong 30 năm qua, người dân Mông Cổ đã xây dựng một xã hội tự do dân chủ ở mức cao gần tương đương với nước Mỹ. Trái ngược hẳn với thể chế độc tài ở Cuba và Việt Nam, dưới sức ép của dư luận, đặc biệt là vai trò của lực lượng sinh viên, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ cầm quyền khi đó đã chấp nhận từ bỏ vai trò chính trị hợp pháp duy nhất, đồng thời từ bỏ đặc quyền sử dụng ngân sách nhà nước và kiểm soát bộ máy chính phủ, quân đội cũng như công an. Đổi tên đảng Đảng Nhân dân Mông Cổ để tiến hành công cuộc cải cách chính trị sâu rộng vào năm 1990, sau đó thành một đảng chính trị bình thường trong xã hội đa nguyên đa đảng để cạnh tranh với các đảng phái chính trị khác. Vậy mà sau khi tổng tuyển cử tự do công bằng hiến pháp mới, Đảng Nhân dân Mông Cổ vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước với tỷ lệ ủng hộ lên tới 60% số phiếu bầu và 86% tổng số ghế trong quốc hội. Các đảng khác giữ vai trò đảng đối lập chiếm 40% số phiếu bầu. Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là con người thực dụng, không quan tâm đến các học thuyết giáo điều giống như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng làm. Chắc chắn ông Tô Lâm, một nhân vật được đánh giá là có ý chí cải cách, thừa sức hiểu và quyết định lựa chọn mô hình của Cuba hay Mông Cổ để mới đưa Việt Nam theo hướng nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm chọn thăm hai nước cựu cộng sản Mông Cổ và Cuba với mục đích gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao sau chuyến công du Mỹ của Tô Lâm, quan hệ Việt-Trung xấu đi nhanh chóng? Giới quan sát quốc tế đánh giá
Tổng Bí thư Tô Lâm không giống với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo The Economist đã huỵch toẹt ra rằng Tô Lâm là một chính khách thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và là người thích hưởng thụ. Người ta không hiểu lý do vì sao sau chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng. Điều đó thể hiện rất rõ trong thái độ của Bắc Kinh với ngư dân của Việt Nam trên Biển Đông. Gần đây, truyền thông nhà nước liên tiếp đưa tin về việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc tấn công các tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ở gần quần đảo Hoàng Sa, khiến 10 ngư dân Việt Nam bị thương. Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào ngày 29 tháng 9, tàu cá QN95739TS đánh bắt hải sản hợp pháp ở quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 101 truy đuổi và tiếp cận tàu bằng 3 cano với khoảng hơn 30 người có trang bị hung khí. Khi tiếp cận được tàu cá, những người này lên tàu đánh đập dã man ngư dân, làm 4 người bị thương tích nặng và lấy toàn bộ trang thiết bị trên tàu và hải sản ngư dân đánh bắt được. Vụ việc vừa kể trên được Thông tấn xã Việt Nam loan tin, nhưng ngay sau đó, bản tin đã được rút xuống mà không nêu rõ lý do. Trong khi một số báo chí nhà nước vào trưa ngày 1 tháng 10 vẫn đưa tin phỏng vấn những nạn nhân, nhưng không đề cập đến quốc tịch của tàu lạ. Tờ báo Kinh tế Đô thị cho hay khoảng 6 tấn hải sản của ngư dân đánh bắt được đã bị lấy đi và hầu hết dụng cụ trên tàu bị đập phá. Nhóm người lạ hung hãn kia chỉ trừ lại một máy định vị để các ngư dân quay về bờ. Tổng thiệt hại ban đầu ước chừng khoảng 300 triệu đồng. Theo giới phân tích, khu vực Đông Nam Á đang trở thành khu vực trọng điểm trong chiến lược đầu tư và ngoại giao của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Trong khi đa số các quốc gia trong khu vực có thái độ thiện chí ủng hộ Trung Quốc như Singapore, Malaysia, kể cả Thái Lan vốn là một đồng minh của Mỹ, nhưng lãnh đạo Việt Nam và Philippines lại tỏ ra cứng đầu. Đó là lý do ban lãnh đạo Việt Nam được cho rằng đang chịu áp lực từ sự giằng kéo giữa Bắc Kinh và Washington. Trong bối cảnh Bắc Kinh cố tình tạo ra sự gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, không chỉ với hải quân Philippines mà còn gây hấn với cả ngư dân Việt Nam. Ở phía Tây Việt Nam, Bắc Kinh thì đang duy trì quan hệ quân sự sâu rộng với Campuchia và Lào, đẩy ban lãnh đạo Hà Nội vào thế tứ bề thọ địch, khó có lối thoát nếu xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo giới quan sát, việc quân đội Trung Quốc phóng tên lửa xuyên lục địa có khả năng bắn đến Hoa Kỳ trước cuộc hội đàm giữa người đứng đầu nhà nước Việt Nam là ông Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 25 tháng 9 là bằng chứng khó có thể bác bỏ. Chưa kể đến các diễn biến trong chính trường Việt Nam gần đây, khi cơ quan ngoại giao của Trung Quốc đã đổ dầu vào lửa trong vụ kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã đăng tải một video phóng sự về một cuộc cách mạng màu trong tư tưởng do Đại học Fulbright Việt Nam dẫn đầu. Sau khi đăng tải phóng sự nói trên, một thời gian thì kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã xóa video. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 9, tài khoản Facebook của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải lại video vừa kể trên. Chưa rõ vì sao Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải lại video nhạy cảm nói trên, nhưng có lẽ đó là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang xấu đi nhanh chóng liên quan đến chuyến công du Mỹ của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao sau chuyến công du Mỹ của Tô Lâm, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xấu đi nhanh chóng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de